Ơi, wow, ui các bạn ơi, mình phát hiện ở đây có một cái bọc đồ chơi gì nè. Ui, wow, bên đây có nữa này các bạn ơi. Ồ, ba bọc đồ chơi luôn. Ai thì bây giờ mình sẽ thử mở mấy cái món đồ chơi này ra xem nha các bạn. Wow, ui vô mánh luôn rồi các bạn ơi. Ai quá trời đồ chơi luôn. Ai bây giờ mình sẽ xem thử coi trong đây là những chiếc xe gì nha. Ai bây giờ mình sẽ coi coi. Ai ở đây có một bạn khỉ nè các bạn ơi, bạn công nhân khỉ nha. Wow, ở đây thì cái bọc này có một cái thùng rác nè các bạn. Wow, một cái thùng rác bự nha. Ai ở đây có một chiếc xe chở rác nè. Ai xe rác nè các bạn ơi. Wow, bên đây thì có chiếc xe cần cẩu nha. Ai xe cần cẩu nè. Dưới đây thì một bạn xe bồn nha các bạn. Wow, ai ngon lành luôn. Bây giờ thì mình sẽ để sang một bên một tí, mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Rồi coi tiếp tục bên cái bọc này là xe gì nha. Mình thấy ở đây có một bạn xe cần cẩu múc cát nè các bạn ơi. Wow, ở đây có một cái cây xăng nè. Hey, wow, ui một cái cây xăng nè các bạn ơi. Đây ở đây có một cái cây xăng nè. Ồ, ở đây có cái bình bình này, bình xịt chữa cháy nha các bạn. Cái thùng này là thùng dầu nè các bạn ơi. Hey, ở đây có một bạn xe bồn trộn bê tông nè. Ở đây thì một bạn xe cần cẩu nè, xe cẩu múc cát nè. Xe tải chở cái đang chở cái bồn chứa xăng nha các bạn. Cái xe này là hấp dẫn nha các bạn ơi, bộ này đẹp nha. Ok, tiếp tục tới cái bộ này coi. Này bộ này thì mình thấy ở đây có bốn chiếc xe nè các bạn ơi. Xe bồn trộn bê tông nè, xe cẩu múc cát nè, xe tải nè, xe này xe bồn chở xăng nè. Wow, coi dưới đây coi phải không. Wow, chính xác luôn nha các bạn. Bốn chiếc dưới đây là giống hệt như bốn chiếc trên đây luôn nha. Các bạn thấy ngon lành chưa. Thì bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem nè. Ok, bữa nay mình vô mánh rồi các bạn ơi. Bây giờ mình được bộ đồ chơi này, mình về nhà mình chơi đã luôn. Bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem đây. Đây, đầu tiên ở đây là một cái bộ xe chở rác nè các bạn. Mình sẽ xé ra nha. Ây chà, ui ở đây nó có tặng cho cái gì nè các bạn ơi. Ở đây tặng cho mấy cái miếng dán nè các bạn. Hình như này là miếng dán nè. Miếng dán có con tôm nè các bạn ơi. Bánh rồi khăn giấy rồi nồi cơm gì tùm lum chân nè các bạn. Có cái cặp nữa nè, như cái gương nha. Cái này hình như lột ra dán được nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ dán thử coi được không. Ây chà, ôi hình như lột không được nha các bạn. Nó chỉ để chơi vậy thôi nha. Rồi ở đây thì có cái thùng rác nè các bạn ơi. Cái thùng rác nè các bạn. Xịn sò luôn nha. Cái thùng rác nha. Rồi mình sẽ để đây. Tiếp theo là một bạn xe tải chở rác nè các bạn ơi. Cái này cũng là đựng rác luôn nha các bạn. Hai con mắt như cái lỗ mũi nè các bạn ơi, nhìn ngầu chưa. Ở đây nha. Tiếp theo, đây là một bạn xe cần cẩu nha các bạn ơi. Cái cần cẩu quay vòng vòng được luôn nè. Nhìn rất là xịn luôn. Cái bạn này có hai gân chuột nè các bạn. Xe này có hai gân chuột nha. Mỗi bạn là mỗi gương mặt khác nhau nè. Bây giờ mình để vị cho các bạn dễ nhìn nha. Mỗi bạn là mỗi gương mặt khác nhau đó. Rồi, ui bạn này le lưỡi nhắm một mắt luôn nè. Ở đây có cái thùng rác luôn. Xe này xe tải chở rác nha. Mấy chiếc xe này rất là dễ thương luôn các bạn ơi, rất là xinh luôn nha. Để đó đi. Tiếp theo, bạn này là bạn này là dễ thương nha các bạn ơi, hai con mắt to tròn nè. Xe bồn chở xăng dầu nè. Rất là ok luôn. Rồi, một bộ đầu tiên nha các bạn. Bây giờ mình sẽ để bộ này ở đây nha. Tiếp theo, đây là một bộ xe bồn chở xăng nè. Xe bồn chở xăng tính máy tính tiền rồi nữa nè các bạn. Đây, ui ở đây có cây để mà đổ xăng luôn nè các bạn ơi. Cây này hình như máng ở đây nè các bạn.
Ồ, đấy, các bạn nhìn thấy đã chưa? Đấy, ở đây là nút bấm đổ bao nhiêu tiền rồi nè các bạn. À, ở đây có cái đồ để bỏ thẻ vô nè. Ồ, đổ xăng nha. Wow, rất là xịn. Ok, bây giờ mình sẽ để đây nha. Đấy, mình sẽ để đó đi. Ở đây thì có cái bình xịt chữa cháy nè các bạn ơi. Đấy, khi mà bị cháy là đem ra xịt liền nha các bạn. Ở đây thì có cái bồn mà để chứa xăng này. Đấy. Nè, xe bồn chở bê tông nè các bạn ơi. Ô cái bạn này cũng cái bạn này là cái mặt y chang như cái bạn này nè các bạn ơi. Đây, hai bạn này cái mặt giống nhau nha. Đấy, bây giờ mình sẽ để đây nè. Đấy. Ồ, xe cần cẩu nè các bạn ơi. Xe cần cẩu này thì cái mặt giống như cái bạn xe xe gác này nè các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy hai mặt y chang nhau không? Đó, thì mình sẽ để cho bạn này ở đây luôn. Đấy, bạn này thì cái mặt giống như bạn xe kia, xe tải chở thêm cái bình chở xăng nha. Đấy. Tiếp theo là một bạn xe này là xe cần cẩu mút cát nha. Đấy. Xe cần cẩu mút cát rất là dễ thương luôn. Để đây luôn. Đây, ok. Hai bộ rồi nha các bạn ơi, rất là dễ thương. Cuối cùng đây, mình sẽ mở cái bộ này cuối cùng cho các bạn xem luôn nè. Ây chà, wow, rất là cứng luôn nha các bạn. Đây. Đó. Hai. Bộ 4 chiếc. À, xe này thì bự hơn xe kia nha các bạn ơi. Xe này là xe bồn chở xăng dầu nè. Đây, mình để đó cho các bạn xem. Xe này bự hơn nha. Này, xe cần cẩu mút cát đây. Đấy. Wow. Đấy, phê chưa? Đấy. Cái này là xe tải nè các bạn ơi. Đó, nhìn rất là đẹp và rất là xịn sò luôn nha các bạn. Đây, để đây đi. Rồi, cuối cùng đây là một bạn xe bồn trộn ý lộn lộn xe này là xe bồn chở xăng dầu nha. Ở đây có cái cầu thang đi lên bồn nè các bạn ơi, để mở mấy cái nắp này ra để người ta châm xăng vô nha các bạn, châm xăng với châm dầu rồi vô nha. Đây. Đây thì đây là một bạn xe của mình đây. Rồi, xe này là gắn lại được luôn nha các bạn ơi. Đây. Đó, gắn thấp xuống được luôn nè. Rồi mở cao lên được luôn nè. Đó, các bạn thấy biến nó cao lên chưa? Ai biến thấp xuống nè. Xe này rất là lợi hại luôn nha. Rồi. Ok các bạn ơi, bữa nay mình đã tìm được ba bộ đồ chơi nhí rất là thấy cưng và rất là đẹp luôn. Ai mình thích nhất là cái cây xăng cây xa cây xăng này để đổ xăng này nha các bạn. Đấy, cây xăng này rất là dễ thương luôn à. Đấy, mình rất là thích cái cây xăng này nha. Đấy. Wow, các bạn thấy đã chưa? Đấy. Ok, thì có lẽ mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Các bạn xem, nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình nha. Hai, xin chào các bạn nè.